gọi là mẫu hệ. Giờ đây đây là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, là vị tối cao, vị lớn nhất cai quản cả cái vũ trụ chứ không phải chỉ riêng trái đất mình nha. À, cha Ngọc Hoàng Thượng Đế mà không phải là ông Hoàng Đế Thích nha, ông Hoàng Đế Thích là khác, là cha. Mẹ là Phật Diêu Trì Địa Mẫu, là mẹ là lớn nhất ở địch tạo, là mẹ của nhân loại, mẹ của vũ trụ luôn. Bên đây Chúa cũng là con của Thượng Đế, tất cả các Phật cũng là con của Thượng Đế. Ở đây là ngài Minh Ông Quang, là bữa hổm không có hình của ngài, cái tự nhiên cái ngài về ngài nói Kiệt cũng phải bỏ hình của ngài lên, là ngài cũng có cái công để mà làm cái hội Long Hoa, thì cho nên những người này là những người đang hiện hữu để lo cho hội Long Hoa. Nước Mỹ á, là ông George Washington là vua. Ở đây là ông Trần Đạo là nước Việt, ông Quang Công á là nước Tàu. Ba ông đang hội họp với nhau để mà xử tập Tân Bình á. Người Việt người ta không hiểu. Rồi bên đó là các chư Phật, cho nên chỗ này rất là linh thiêng. Đây là cha mẹ lớn nhất. Có duyên lắm mới được đi được tới đây. Không đơn giản. Thiên tâm thiên á, hội là cha là ông trời, tâm á, là cái tâm của mình là Phật. Có nghĩa là trong tương lai nhân loại chỉ có một đạo thôi, thống nhất tất cả các đạo trên thế giới, là chỉ thờ có cha thôi với mẹ thôi. Nhưng mà học á, là học Phật, học Tam Đại Tạng Kinh để mà thoát luân hồi sinh tử. Còn bây giờ là thánh chiến đánh nhau tối ngày, bên Hồi giáo là kinh Koran rồi Do Thái rồi này kia, sau này chỉ có thiên tâm thôi là thống nhất tất cả trên thế giới. Nhưng mà không biết ngày nào nha, có thể 500 năm, ngàn năm, là vì nhập đạo là tự động nhập. Rồi sau khi cái hội Long Hoa sẽ xuất hiện. Ở đây thì tất cả những chư vị ở đây nè. Dò theo đường tánh khỏi sai lầm, biết đạo cần cao một chữ tâm. Tiên Phật nơi mình đâu phải khó, khó do mình chặt nặng tấm chân tâm. Có thể trong thời gian này á, người đời coi tôi bình thường thôi, nhưng mà có thể 100 năm sau lại là khác nha. Chuyện đâu biết được, tôi bây giờ tôi còn bị anh em tôi quýnh tối ngày nữa mà thì đâu có gì, tại vì nhiều khi mình cũng ai cũng giống ai đúng không? Thì mà đại khái là tôi là người truyền tin để cho mọi người biết có cái dấu hiệu của Phật Di Lặc vậy đó, ngài sẽ xuất hiện để mà dạy dỗ nhân loại lại sau khi cái đại chiến, rồi sau khi cái đại hồng thủy nữa mình sắp sửa có. Ở trên bàn thì nó linh thiêng, còn này nước này chưa cúng đó, mấy trên bàn thờ đó lấy cho nước chịu mẫu, nhưng mà có cái hội trường ở dưới lớn lắm. Anh muốn xuống